Cập nhật những diễn biến căng thẳng xoay quanh chiến sự Nga-Ukraine, mời quý vị điểm nhanh những nội dung chính ngay sau đây trước khi đến với thông tin chi tiết. Tổng thống Putin, Nga không tìm kiếm những vùng lãnh thổ mới Hạ viện Mỹ dối ren, Ukraine đứng trước nguy cơ bị cắt viện trợ Ông Putin khẳng định Nga có sứ mệnh tạo ra thế giới mới Tổng thống Ukraine lên tiếng về khả năng đàm phán với Nga tìm thấy mảnh lựu đạn trong máy bay chờ ông trùng Wagner Prigozhin bị rơi. Mỹ đang dần bỏ rơi Ukraine Nga sẽ mở lại nhà máy điện hạt nhân Japorizhia Tổng thống Nga Putin cho biết trong bài phát biểu tại câu lạc bộ thảo luận quốc tế Vaidai vào hôm mùng 5 tháng 10 rằng xung đột với Ukraine không xuất phát từ tranh chấp lãnh thổ. Ông Putin nhấn mạnh rằng Nga đã là quốc gia rộng nhất thế giới, do đó không tìm cách giành thêm lãnh thổ mới. Ngoài ra, Nga vẫn còn nhiều việc phải làm để phát triển Siberia và Viễn Đông. Tổng thống nói, đây không phải là một cuộc xung đột lãnh thổ và thậm chí không phải là việc thiết lập sự cân bằng địa chính trị trong khu vực. Vấn đề này rộng hơn và cơ bản hơn rất nhiều. Chúng ta đang nói về những nguyên tắc của trật tự thế giới mới. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng hòa bình lâu dài chỉ có thể được thiết lập khi mọi người cảm thấy an toàn và biết rằng ý kiến của họ được tôn trọng. Cũng trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Putin nói rằng Nga không phải là một bên khơi mào cuộc xung đột ở Ukraine, mà thay vào đó đang cố gắng chấm dứt nó. Chúng tôi không phải là những người tổ chức cuộc đảo chính ở Kiev. Chúng tôi không đe dọa cư dân Crimea và Sevastopol. Chúng tôi không ép Donbass phải nghe lời và đe dọa bạo lực đối với những người muốn nói tiếng mẹ đẻ của họ. Ông Putin nhắc lại, nhấn mạnh rằng chính Kiev đã sử dụng xe tăng và pháo binh để tiến hành cuộc chiến chống lại Donbass. Tổng thống nói rằng mặc dù dân thường đã ngã xuống ở Donbass rất lâu từ trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt, nhưng không có quốc gia nào khác, đặc biệt là ở phương Tây, chú ý đến điều này hoặc là tỏ ra thương cảm. Cuộc xung đột ở Kiev, châm ngòi với sự hỗ trợ tích cực trực tiếp từ phương Tây, hiện đã bước sang năm thứ 10. Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga nhằm mục đích ngăn chặn nó, ông nói. Ukraine đang đứng trước nguy cơ bị cắt viện trợ sau khi Hạ viện Mỹ đang dối ren bởi Chủ tịch Kevin McCarthy bị phế chuất. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cố gắng tìm cách tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine để đối phó với Nga sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ bị phê chuất khiến các hoạt động hỗ trợ tương lai cho Kiev rơi vào tình thế bấp bênh. Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết, vào sáng ngày 4 tháng 10, ngay sau khi Hạ viện phế chuất Chủ tịch Kevin McCarthy, Tổng thống Biden nói với các trợ lý rằng ông muốn có một bài phát biểu về Ukraine để giải thích lý do tại sao việc cung cấp thêm viện trợ cho Ukraine sẽ giúp bảo vệ lợi ích của Mỹ. Ông cũng bày tỏ lo ngại sự biến động chính trị tại Hạ viện sẽ ảnh hưởng đến cam kết của Mỹ ủng hộ Ukraine trong tương lai. Điều này làm tôi lo lắng, nhưng tôi biết có đa số thành viên trong Hạ viện, Thượng viện và cả hai đảng phái đều nói rằng họ ủng hộ việc tài trợ cho Ukraine. Ông Biden nhấn mạnh, Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm, Washington cũng có những lựa chọn khác để tìm nguồn tài trợ nhằm duy trì viện trợ cho Kiev, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Hiện các nhà lập pháp và nhiều quan chức chính trong chính phủ Mỹ đều nhận thức sâu sắc được rằng thời gian không còn nhiều và Ukraine có thể phải chịu thất bại trên chiến trường nếu dòng chảy vũ khí, thiết bị cùng nhiều loại đạn dược khác bị gián đoạn. Một trợ lý quốc hội thuộc Đảng Cộng Hòa cho biết mọi thứ đều không chắc chắn và không thể dự đoán được điều tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào. Chính phủ Mỹ đang xem xét cách thức chuyển các nguồn quỹ khác cho Ukraine, đồng thời tìm kiếm đồng minh để lấp đầy khoảng trống viện trợ. Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng vào hôm 3 tháng 10, Tổng thống Biden khẳng định Washington vẫn giữ vững cam kết giúp đỡ Ukraine tự vệ, bất chấp cuộc tranh giành quyền lực gay gắt đang diễn ra tại Quốc hội. Các quan chức trong chính quyền Biden cho biết, mặc dù một số nhân vật trong Quốc hội phản đối kế hoạch viện trợ bổ sung cho Ukraine, nhưng vẫn có đa số nghị sĩ ở cả hai viện ủng hộ cung cấp vũ khí, đạn dược và tài chính cho Kiev vẫn có sự ủng hộ mạnh mẽ của lưỡng đảng đối với việc viện trợ cho Ukraine, song chúng tôi không coi đó là điều hiển nhiên, một quan chức cho biết. Tuy vậy, nhiệm kỳ chủ tịch Hạ viện ngắn ngủi của ông McCarthy cho thấy một số nghị sĩ có đường lối cứng rắn có thể tác động đến chương trình nghị sự của Quốc hội và làm suy yếu ưu tiên lập pháp của phe đa số. Ngay cả trước khi chủ tịch Hạ viện Mỹ bị phế chuất, đã có nhiều hoài nghi về các khoản viện trợ trị giá hàng tỷ USD cho Ukraine. Khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm ngoái, Quốc hội Mỹ đã bỏ phiếu thông qua một loạt gói viện trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine với tổng giá trị lên tới 110 tỷ USD. Nhưng bầu không khí chính trị đã dần thay đổi. Ngày càng có nhiều thành viên Đảng Cộng Hòa phản đối viện trợ bổ sung cho rằng Quốc hội nên tập trung bảo vệ biên giới của Mỹ và xử lý các vấn đề nội bộ khác. Khoản viện trợ tăng cường cho Ukraine đã bị loại khỏi dự luật chi tiêu tạm thời vào tuần trước nhằm tránh nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa. Điều này đã gây ra sự thất vọng sâu sắc đối với Ukraine trong bối cảnh Tổng thống Zelensky vừa có chuyến thăm Washington để củng cố sự ủng hộ. Đối với Tổng thống Joe Biden, Việc duy trì viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine sẽ mang lại lợi ích chính trị lớn khi ông chuẩn bị tái tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo. Sự đoàn kết của Mỹ và các đồng minh liên quan trong nỗ lực ủng hộ Ukraine là một trong những thành tựu nổi bật nhất của ông kể từ khi lên nắm quyền. Ông Biden từng cảnh báo trật tự thế giới sẽ bị phá vỡ nếu sự ủng hộ này suy yếu và điều đó sẽ mang lại lợi thế cho Nga. Nhưng thời gian qua, ông Biden đã phải nỗ lực rất lớn để vận động sự ủng hộ của cử tri. Trong các cuộc thăm dò cho thấy, dư luận đang bị chia rẽ và sự ủng hộ của cử tri Mỹ dành cho Ukraine đang giảm dần. Kết quả cuộc thăm dò của ABC News vào ngày 24 tháng 9 cho thấy, 41% người Mỹ cho rằng nước này đang hỗ trợ quá nhiều cho Ukraine, trong khi vào tháng 2 con số này chỉ chiếm 33%. Tại Thượng viện, các thành viên Đảng Dân Chủ và Cộng hòa vào hôm 4 tháng 10 tuyên bố sẽ tìm cách để đảm bảo nguồn cung vũ khí, đạn dược cần thiết cho Ukraine. Theo các quan chức Mỹ, vấn đề viện trợ cho Ukraine có thể trở thành chủ đề quan tâm hàng đầu tại cuộc họp của các quan chức châu Âu vào tuần tới và lời kêu gọi của Mỹ ngày càng trở nên cấp bách hơn trong bối cảnh tình hình chính trị tại Washington đang có nhiều biến động. Ông Putin khẳng định Nga có sứ mệnh tạo ra thế giới mới. Các bên đối thoại của chúng tôi ở phương Tây dường như đã hoàn toàn quên đi khái niệm về tự kiềm chế, thỏa hiệp, sẵn lòng nhượng bộ thứ gì đó để đạt được kết quả chấp nhận được với tất cả mọi người. Tổng thống Nga Putin nói trong diễn đàn câu lạc bộ thảo luận Vandan ở thành phố Sochi. Theo ông, phương Tây đang hướng tới quyền bá chủ toàn cầu, tìm cách thúc đẩy lợi ích của họ bằng mọi giá. Về cơ bản, chúng tôi được giao nhiệm vụ xây dựng một thế giới mới, ông nói. Tổng thống Nga mô tả chiến dịch ở Ukraine là một phần cuộc đối đầu lâu dài với phương Tây. Đó không phải vấn đề lãnh thổ và Nga cũng không được lợi ích gì từ quan điểm chinh phục một số vùng lãnh thổ, ông nói. Theo ông, cuộc chiến ở Ukraine do chính quyền ở Kiev khởi xướng với sự hỗ trợ tích cực từ phương Tây đã diễn ra được 10 năm, đồng thời cáo buộc Mỹ cùng các đồng minh kích động cuộc chiến. Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt để ngăn chặn điều đó. Tổng thống Nga nhấn mạnh, chúng tôi không bắt đầu cái gọi là chiến sự ở Ukraine, ngược lại chúng tôi đang cố gắng để kết thúc nó. Tổng thống Putin cho rằng Mỹ không có quyền lên lớp các nước khác. Có lẽ đã đến lúc các ông phải thoát khỏi thói xấu kiêu ngạo của mình, ngừng cư xử theo cách đó với thế giới, người đứng đầu Điện Kremlin cho hay. Tổng thống Putin cho biết Nga coi tất cả các nền văn minh đều bình đẳng và sẵn sàng hợp tác mang tính xây dựng, trong khi phương Tây quên mất ý nghĩa của sự thỏa hiệp, coi bất kỳ quốc gia nào phản đối mình đều là kẻ thù, như Trung Quốc, Ấn Độ và các nước Ả Rập. Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022 với mục đích phi quân sự hóa, phi phát xít hóa Kiev. Nga sau đó kiểm soát nhiều khu vực ở miền Đông và miền Nam Ukraine rồi sát nhập vào lãnh thổ. Chiến sự đã bước sang tháng thứ 20 và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ukraine phát động chiến dịch phản công quy mô lớn từ đầu tháng 6, nhưng đà tiến đang chững lại trước phòng tuyến kiên cố của Nga. Tổng thống Ukraine lên tiếng về khả năng đàm phán với Nga Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng người đồng cấp Nga không có khả năng đàm phán về bất kỳ điều gì. Tổng thống Nga không có khả năng đàm phán về bất kỳ điều gì với bất kỳ ai, Tổng thống Zelensky nói. Ngay cả khi ông ấy đưa ra lời hứa và đồng ý với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cũng như Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, ông ấy vẫn rút ra khỏi sang kiến ngũ cốc. Ông Zelensky nói thêm. Trước đó vào tháng 10 năm 2022, Tổng thống Zelensky đã ký một xác lệnh tuyên bố triển vọng tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào với Tổng thống Nga Putin là không thể. Xác lệnh được đưa ra trong bối cảnh Nga tiến hành sát nhập bốn vùng lãnh thổ tại Ukraine, gồm Donetsk, Lugan, Kherson và Zaporizhia. Tổng thống Putin khẳng định, nga luôn sẵn sàng đàm phán chấm dứt cuộc xung đột với Ukraine. Tuy nhiên, ông cho biết nga không nhận được đề xuất nào về sáng kiến hòa bình mới liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Nga nhiều lần tuyên bố chiến dịch quân sự chỉ chấm dứt khi Ukraine chấp nhận thực tế mới về lãnh thổ, nghĩa là công nhận các vùng lãnh thổ đã sát nhập vào nga. Trong khi đó, khi ép tuyên bố hòa đàm chỉ diễn ra khi Moscow rút hết quân, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine theo đường biên giới được công nhận năm 1991. Chính quyền Tổng thống Zelensky nhấn mạnh mọi kế hoạch hòa bình phải dựa trên nền tảng kế hoạch 10 điểm mà ông đưa ra hồi cuối năm ngoái. Trả lời câu hỏi về khả năng chấm dứt chiến sự ở Ukraine, Tổng thống Putin nói rằng Nga không thể ngừng chiến sự nếu Ukraine tiếp tục phản công. Ông Putin tuyên bố Ukraine sẽ phải hủy bỏ sắc lệnh loại trừ các cuộc đàm phán với Nga nếu muốn có bất kỳ triển vọng đàm phán nào nhằm chấm dứt cuộc xung đột. Trong cuộc phỏng vấn vào ngày 4 tháng 10, Tổng thống Zelensky cho biết, ông tin rằng Nga hiện nay đã yếu hơn so với thời điểm bắt đầu cuộc xung đột. Vì vậy, việc các nước tạm dừng hỗ trợ cho Ukraine hoặc biến cuộc chiến này thành một cuộc xung đột đóng băng đồng nghĩa với việc giúp đỡ Nga. Theo Tổng thống Zelensky, Ukraine đang tiến công chậm mà chắc, từng bước đẩy Nga ra khỏi lãnh thổ. Nhưng tình trạng thiếu vũ khí và đạn dược gây ra nhiều khó khăn, khó khăn ở việc các khu vực bị nga giải mìn khó khăn ở việc thiếu vũ khí đạn dược đặc biệt là thiếu hụt lớn lực lượng phòng không ông zelensky thừa nhận ông zelensky nhấn mạnh sự thiếu hụt về hệ thống phòng không trong khi điều này rất quan trọng đối với cuộc phản công của ukraine cũng như bảo vệ người dân nước này tổng thống ukraine nói rằng mùa đông đang đến gần có thể đặt ra một thách thức tiếp theo đối với người ukraine bao gồm tất cả công dân tất cả dân thường những người dân lao động bình thường và binh lính của chúng tôi Chúng tôi cần vượt qua mùa đông này nhưng không đánh mất thế chủ động mà chúng tôi có trên chiến trường, ông Zelensky nói, đồng thời cho biết những mối đe dọa từ Nga có thể sẽ gia tăng trong những tháng mùa đông lạnh giá. Ông Zelensky cho biết Ukraine sẽ làm mọi thứ để duy trì sự hỗ trợ từ Mỹ và châu Âu trong cuộc đương đầu với Nga. Mỹ là một trong những nước đi đầu trong việc giúp đỡ và hỗ trợ Ukraine bảo vệ nền dân chủ. Tổng thống Zelensky nói, đồng thời cho biết Ukraine nhận được sự ủng hộ 100% từ Nhà Trắng và sự ủng hộ mạnh mẽ trong Quốc hội Mỹ. Tìm thấy mảnh lựu đạn trong máy bay, chờ ông trùm Wagner Prigozhin bị rơi. Vừa qua, Tổng thống Nga Putin nói rằng máy bay chở ông trùm Wagner Jagani Prigozhin rơi không phải do một cuộc tấn công từ bên ngoài, mà do lựu đạn cầm tay bên trong máy bay. Theo hãng thông tấn TASS, cũng theo ông Putin, dù Tổng cục An ninh Liên bang Nga FSB trước đó đã tìm thấy 10 tỷ rúp và 5 kg cocaine tại trụ sở Wagner ở Saint Petersburg, Nga, nhưng các nhà điều tra đã không xét nghiệm rượu và ma túy trên thi thể các nạn nhân. Trường Kinh tế Kiev vừa công bố một báo cáo nêu thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng của Ukraine kể từ khi xung đột với Nga bùng phát vào cuối tháng 2 năm 2022. Cụ thể, theo KSI, thiệt hại trực tiếp về các công trình ở Ukraine đã đạt mức 151,2 tỷ USD. Con số này được thống kê dựa vào dữ liệu tính đến ngày 1 tháng 9. Trong đó lớn nhất là thiệt hại về nhà ở, lên tới 55,9 tỷ USD. Xung đột khiến 167.200 ngôi nhà bị phá hủy hoặc hư hỏng, trong đó có 147.800 nhà riêng, 19.100 chung cư và 350 chỗ ở cho sinh viên. Các tổn thất về cơ sở hạ tầng và công nghiệp lần lượt là 36,6 tỷ USD và 11,4 tỷ USD. Ngoài ra, theo KSI, 18 sân bay của Ukraine, 344 cây cầu và hơn 25.000 km đường xa đã bị hư hại kể từ khi chiến sự bùng phát. Trong ngành công nghiệp, ít nhất 426 doanh nhân tư nhân lớn và vừa và công ty nhà nước bị thiệt hại. Được biết, Ngân hàng Đầu tư châu Âu đang xem xét khả năng cung cấp khoảng 220 triệu euro để tái thiết cơ sở hạ tầng ở Ukraine. Syria tấn công UAV vào Học viện quân sự gây nhiều thương vong Bộ Quốc phòng Syria cho biết một vụ tấn công bằng máy bay không người lái UAV nhằm vào một trường Học viện quân sự ở tỉnh Hom của nước này đã khiến nhiều dân thường và quân nhân thiệt mạng. Bộ trên cho biết hàng chục người khác đã bị thương trong vụ tấn công xảy ra vào ngày 5 tháng 10 khi Học viện đang tổ chức lễ tốt nghiệp. Các thiết bị bay không người lái tham gia cuộc tấn công đều được trang bị vũ khí. Theo số liệu thống kê mới nhất, hiện vụ việc khiến ít nhất 100 người đã thiệt mạng và 125 người khác bị thương. Hạ viện Mỹ dối ren, Ukraine đứng trước nguy cơ bị cắt viện trợ. Ngày càng có nhiều thành viên Đảng Cộng Hòa phản đối việc bổ sung viện trợ cho Kiev, cho rằng Quốc hội nên tập trung bảo vệ biên giới của Mỹ và xử lý các vấn đề nội bộ khác. Khoản viện trợ tăng cường cho Ukraine đã bị loại khỏi dự luật chi tiêu tạm thời vào tuần trước nhằm tránh nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa. Điều này đã gây ra sự thất vọng sâu sắc đối với Ukraine trong bối cảnh Tổng thống Zelensky vừa có chuyến thăm Washington để củng cố sự ủng hộ. Thổ Nhĩ Kỳ không kích và phá hủy 30 mục tiêu PKK ở Syria Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ sáng nay ra thông báo cho biết đã tiến hành hàng loạt các cuộc không kích đảng công nhân người cướp ở miền Bắc quốc gia láng giềng Syria vào đêm ngày 5 tháng 10. Trong số các mục tiêu của đảng công nhân người cướp bị phá hủy có một số giếng dầu, kho chứa nhiên liệu, hầm vũ khí và nơi ẩn náu của các tay súng. Ukraine bổ nhiệm ba thứ trưởng quốc phòng mới Ukraine vừa bổ nhiệm ba thứ trưởng quốc phòng mới trong nỗ lực cải cách để đưa quân đội tiến gần hơn đến các tiêu chuẩn của NATO. Theo Kiev Independent, chính phủ Ukraine vừa bổ nhiệm ba thứ trưởng quốc phòng là Ivan Hariluk, Stanislav Haider và Dmytro Kalimenkov. Tổng thống Nga Putin khẳng định đủ sức chi cho chiến dịch tại Ukraine. Tổng thống Putin khẳng định nền kinh tế Nga có đủ khả năng bù đắp cho những chi phí tổn thất quân sự trong chiến dịch quân sự tại Ukraine. Theo người đứng đầu nhà nước Nga, nền kinh tế Nga đang trải qua những thay đổi to lớn về mặt cấu trúc. Dù phải đối mặt với nhiều thách thức, song nước Nga và nền kinh tế Nga đã khắc chế được các khó khăn do các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt với nước này. Nga bàn giao nhiên liệu hạt nhân cho Bangladesh Tập đoàn năng lượng hạt nhân Rosatom của Nga đã chính thức bàn giao Urani cho chính quyền Bangladesh để cung cấp nhiên liệu cho nhà máy điện hạt nhân. Đây là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của nước này được Nga xây dựng ở Ropu, quận Pabna, phía tây đất nước. Theo truyền thông địa phương, lô urani, nhiên liệu hạt nhân của tổ máy đầu tiên của nhà máy điện hạt nhân Ropu đã đến Bangladesh vào tuần trước. Nga sẽ mở lại nhà máy điện hạt nhân Japorichia. Người đứng đầu Rosatom cho biết nhà máy điện Japorichia có thể hoạt động trở lại vào năm 2024. Tập đoàn năng lượng nguyên tử Nga Rosatom đang tìm cách kích hoạt lại nhà máy điện hạt nhân Japorichia trong năm tới. Theo người đứng đầu tập đoàn, 6 lò phản ứng của nhà máy đã ngừng hoạt động trong nhiều tháng do lo ngại về các cuộc tấn công và việc đập Kakhovka bị phá hủy. Theo chuyên gia Vladimir Vasiliev, nhà nghiên cứu trưởng tại Học viện Hoa Kỳ và Canada thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Nga nói trong cuộc phỏng vấn với tờ báo của Hoa Kỳ rằng Hoa Kỳ đang chuyển trọng tâm từ hỗ trợ Ukraine sang giải quyết các vấn đề chính trị nội bộ của chính mình. Theo ông Vasiliev, Mỹ sẽ không bỏ rơi Ukraina hoàn toàn, nước này cũng sẽ không hỗ trợ Ukraina vô tội vạ như trước đây. Theo đó giới lãnh đạo Washington hiện nay đang cố gắng chuyển nguồn tài chính của quân đội Ukraina sang vai liên minh châu Âu EU. Trong bối cảnh nợ công của Mỹ đang ở trên mức 30.000 tỷ USD, chính phủ nhiều lần đứng trước nguy cơ vỡ nợ vì những phản đối tăng trần nợ công và yêu sách đòi thắt chặt chi tiêu của phe đối lập. Chính quyền của ông Joe Biden không có đủ tiền để tài trợ cho Ukraina. Một lý do nữa là Mỹ hiện đang trải qua quá trình đánh giá lại các ưu tiên kinh tế trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống đang đến gần. Đồng nghĩa với việc các chính trị gia chuyển tiếp truyền thống sẽ thảo luận các vấn đề nội bộ, ưu tiên các vấn đề kinh tế trong nước. Vladimir Vasiliev nói thêm, Mỹ hiện cần khẩn trương giải quyết một số vấn đề nội bộ, điều này bao gồm việc tăng cường biên giới với các nước láng giềng để ngăn chặn dòng người di cư và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng dân sự chất lượng cao. Những mục tiêu này đòi hỏi nguồn kinh phí rất lớn và phải được tái cơ cấu trong ngân sách quốc gia, nên Washington buộc phải đặt ra các ưu tiên cho nó hơn là phân bổ các khoản tiền viện trợ, nhất là cho các cuộc chiến tranh ở nước ngoài không gắn với quyền lợi trực tiếp của nước Mỹ. Nhiều quan chức Washington và người dân Mỹ hiện nay đang coi Ukraine giống như một cái hố không đáy, có khả năng tiêu tốn không ngừng nhiều tỷ USD. Điều này lại càng trầm trọng hơn khi sự hỗ trợ tài chính cho Kiev hoàn toàn không mang lại cho Washington bất cứ lợi ích gì trong khi lực lượng vũ trang ukraina cũng không có bất cứ thành công đáng kể nào trong cuộc phản công đối với nga và triển vọng chấm dứt cuộc xung đột là vô cùng mơ hồ tuy nhiên vị chuyên gia nga cho rằng washington sẽ không để kỳ ép bị triệt hoàn toàn nguồn cung cấp tài chính và vũ khí trang bị mà hoa kỳ sẽ ép các đồng minh châu âu phải chia sẻ gánh nặng ukraina và sẽ đến lúc một bộ phận chính khách và người dân eu sẽ có cảm giác cảm tưởng như là giống người mỹ bây giờ theo quan điểm của ông Vasiliev, sau khi các nghị sĩ đạt được thỏa hiệp và cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ kết thúc, bất kể là Tổng thống nào sẽ đắc cử, thì sự ủng hộ dành cho ông Zelensky vẫn sẽ tiếp tục. Có điều là nguồn viện trợ sẽ nhiều hay là ít, phụ thuộc vào việc Đảng Dân Chủ tiếp tục nắm quyền hay là Đảng Cộng Hòa sẽ giành chiến thắng. Người đứng đầu Rosatom cho biết nhà máy điện Japorica có thể hoạt động trở lại vào năm 2024. Tập đoàn năng lượng nguyên tử Nga Rosatom đang tìm cách kích hoạt lại nhà máy điện hạt nhân Japoritia trong năm tới. Theo người đứng đầu tập đoàn, 6 lò phản ứng của nhà máy đã ngừng hoạt động trong nhiều tháng do lo ngại về các cuộc tấn công và việc đập Kakhovka bị phá hủy. Tổng giám đốc Rosatom Alexei Dekachev cho biết, dù khó khăn đến đâu, chúng tôi vẫn đảm bảo hoạt động an toàn. Tôi nghĩ là sang năm, khi tình hình thay đổi, chúng tôi sẽ tìm các phương án và cơ hội để làm cho cơ sở này hoạt động trở lại. Li Khachev nói với Russia 24 rằng sau khi khởi động lại, nhà máy sẽ được vận hành an toàn, đồng thời cho biết ông hoàn toàn tin tưởng vào cả nhân viên của Japoritsha cũng như quân đội và vệ binh quốc gia Nga trong việc đảm bảo an ninh cho cơ sở. Japoritsha là nhà máy điện nguyên tử lớn nhất châu Âu, nằm ở Enogoda, hiểu ngạn sông Dnieper. Quân đội Nga đang kiểm soát nhà máy này từ tháng 3 năm 2022. Trên danh nghĩa, nhà máy vẫn là tài sản của cơ quan công ích nhà nước Enogatom của Ukraine. Đến tháng 9, Nga tuyên bố sát nhập bốn vùng Ukraine, bao gồm Japorizhia. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA cử quan sát viên tới Japorizhia vào tháng 9 năm 2022 và nhân viên IAEA được cử ở lại cơ sở này kể từ đó. Kiev và Moscow cáo buộc lẫn nhau về việc gây nguy hiểm cho nhà máy trong mùa hè sau khi Ukraine phát động một cuộc tấn công lớn dọc theo mặt trận Japorizhia. Cả hai bên đều đổ lỗi cho nhau về việc đập Kakhovka bị phá hủy, làm cạn kiệt hồ chứa Dnipro nguồn nước được Japo-Rica dùng cho hệ thống làm mát. Rosatom cuối cùng quyết định tắt nguồn các lò phản ứng Japo-Rica. Dù 6 tòa nhà, lò phản ứng đủ vững chắc để chịu được hòa lực của pháo binh, cơ sở lưu trữ chất thải nhiên liệu gần đó lại không được bảo vệ tốt và nếu như bị hư hại sẽ giải phóng bức xạ ra khu vực xung quanh. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự quốc tế. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!